Hello mọi người. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Như thường lệ thì đây là cái thời gian các chị đẹp của mình vào làm đẹp với nhau. Mình tên là Trinh Lê, mình ở New Jersey. Thì cái chương trình làm đẹp của mình hôm nay đó sẽ bao gồm là mình sẽ rửa mặt bằng máy Lumi Spa. Sau đó mình sẽ sử dụng máy nâng cơ. Và sau đó là cái phần dưỡng da thì các chị ở đây có thể là cái người có thể là các chị đắp mặt nạ, có thể là các chị dùng kem dưỡng ẩm. Rồi thì em mời mọi người bắt đầu nha. Hello, mình tên là Tina. Chào các bạn, mình tên là Tina Minh Châu Nguyễn. Mình đến từ tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Hôm nay thì như Trinh nói là mình làm đẹp gồm có hai cái máy này, máy Lumi Spa và máy Facial. Tina rất thích Lumi Spa bởi vì nó làm cho mặt mình nó sáng hơn, da mịn màng hơn, trẻ trung. Riêng cái máy này nó làm cho khuôn mặt của Tina nó gọn hơn, nâng cơ, không có bị chảy xệ. Cho nên là Tina rất là thích hai cái thứ này, làm cảm thấy rất là vui và không thể thiếu. Cảm ơn. Chị Lan ơi, chị Lan unmute đi chị. Hi, mình tên là Lan Fraser, mình ở Minnesota, USA. Hôm nay cùng chị em làm đẹp, thì hôm nay là cái máy rửa mặt, là cái Lumi Spa và cái máy nâng cơ. Lan rất thích bởi vì làm lộ chân lông của Lan rất kín và đồng thời những cái nám của Lan nó được sáng ra. Và Lan rất thích cái này, là bởi vì hàng ngày xưa cái cằm của Lan nó hơi bự, bây giờ nó thon thon. Ok, cảm ơn nhiều. Nếu anh chị em nào có muốn làm đẹp cùng vào đây và những chị đẹp trên này, người nào dễ thương hay là mình thích một người nào thì mình cứ việc liên lạc với những người đó và đến đây để làm đẹp cùng nhau nhé. Cảm ơn nhiều. Hello, mình là Phấn đến từ Philadelphia. Mình cũng thích cái máy này, giữa mặt rất là sạch. Còn cái máy này là máy nâng cơ đó, mình xài được khoảng chừng 3 năm nhưng mà không có thường xuyên lắm, bây giờ mình mới từ từ xài thường xuyên đó. Mình làm chung với mấy nàng đẹp ở trong đây rất là vui, rất là thích. Nếu mà thiếu mấy nàng thì thấy buồn. Ok, nếu mà anh chị nào thích nữa thì cứ vô đây làm chung cho vui. Rồi. Yeah, xin chào các bạn, mình là Trà My Trần, đến từ Oklahoma, Hoa Kỳ. Mình cũng rất là thích máy rửa mặt Lumi Spa và máy nâng cơ Facial Spa. Tại vì cái máy này là nó giúp cho mình được sạch. Mình rất là sạch cái mặt, nhất là mình có make up đó thì mình dùng cái đồ make up remove nó sẽ không có sạch bằng mình dùng cái máy này nè. Mình chỉ dùng bằng cái máy này là cái make up của mình nó sạch luôn, chỉ cần 2 phút thôi. Rồi còn cái máy này nữa, nó giúp cho mình được cái nếp nhăn của mình đó, hay cái chỗ chân chim trên trán này nè, nó được mờ đi và mờ được cái vết nám nữa, cho nên mình rất là thích. Nếu mà chị em nào thích cứ việc vào đây để mà làm chung đẹp đẹp chung với chị em mình nha. Rất là cảm ơn. Thủy, Thủy mến chào cả nhà. Hôm nay Thủy vô làm đẹp chung với lại mấy chị ở đây. Là trước tiên thì mình rửa mặt bằng cái máy Lumi Spa này nè. Cái máy này nó rửa rất là sạch luôn, nó sạch sâu với da đó. Mình rửa bằng tay nó không có sạch bằng cái máy này đâu. Nó thích hợp cho những người mà giống như có make up hoặc là da, hoặc là da mụn á, thì nó rất là sạch. Còn cái thứ hai nữa thì sau đó mình đi cái máy nâng cơ này, như là Galvanic, dùng để nâng cơ. Nó làm cho mình có V-line với lại mấy mất đi mấy cái vết nhăn của mình đó. Thì Thủy rất thích cái máy này, tại vì giờ mình cũng trên là 50 rồi, cho nên mình làm cái máy này thường xuyên thì da mặt mình nó không có chảy xệ, nâng cơ cái khuôn mặt mình nó thon, nó gọn hơn. Thì Thủy rất là thích. Thì anh chị nào mà có muốn thì cứ liên hệ với cái nhóm của mình, mấy chị trong đây sẽ hướng dẫn chi tiết luôn. Bây giờ Thủy bắt đầu rửa mặt cùng với nhóm nha. Ok, bye bye. Quên nữa, Thủy ở Montreal, Canada.
Rồi, giờ mình chuẩn bị mình rửa mặt chung phun chung với mấy chị. Hello, chào cả nhà. Mình tên là Muối Trương đến từ Philadelphia. Thì mình hôm nay cũng vào cái nhóm nhỏ nhỏ chung với mấy chị đẹp làm mặt rửa mặt đây. Thì mình cũng thích xài cái máy Lumi Spa này, mình cũng rất là thích. Cái máy Lumi Spa này giúp mình rửa mặt rất là sạch. Nó vừa không những mà rửa mặt sạch mà nó còn xe được cái lỗ chân lông mình cho nó mịn, và nó còn giúp massage nữa, làm cho cái da mình nó săn lại. Thành ra mình rất là thích cái máy này. Trong vòng có 2 phút thôi, rồi sau đó thì mình xài cái máy nâng cơ. Cái máy này thì nó vừa giúp mình gọi là cái bàn ủi nhỏ, thì chỗ nào mình nhăn chỗ nào thì mình ủi chỗ đó ha, giống như mình ủi quần áo vậy đó. Nó nhỏ nhỏ vậy mà nó rất là công hiệu ha. Rồi chị em nào mà thích thì vô tham gia chung với mấy mấy chị em trong đây, cái nhắn tin mấy chị trong này rồi mình cho cái số để vô tham gia chung, vừa vừa làm vừa học hỏi với em rất là vui. Ok, bây giờ mình chạy chạy máy của mình ha. Em cảm À, ơn chị còn nữa, cái Muối máy nhé. này mình Ồ có dạ. thể lúc tắm cũng xài được nữa nha mấy chị. Cái này nó xuống nước không có sao hết đó, cái máy này nó waterproof đó, mình đang tắm mình vô mình xài cũng không ok, không có sao hết. Rồi cảm ơn chị Muối, cảm ơn mấy chị đẹp nha. À, thì bây giờ mình đến cái chương trình là cái máy nâng cơ. Mình nghĩ là các chị chắc ra rửa cũng sắp xong rồi. Là bởi vì mình như các chị nói đó, hồi nãy mình mới nói sơ qua cái máy rửa mặt thôi. Thì cái Lumi Spa này đó, nó các chị đã rửa rồi thì không thể nào thiếu được đúng không? Là bởi vì mình thấy cái mà hiệu quả của nó. Cho nên khi mà mình xài một cái gì đó nó có hiệu quả thì chưa có một cái gì để thay thế được hết. Mà mình hơi nói nhỏ hơn chút xíu thôi á, nó có hiệu quả và nó bán chạy tới mức mà hiện tại bây giờ mua là cũng phải đợi. Nhưng mà nếu thật sự mà nếu mà được đợi mà có cái máy này rồi mình cũng ráng đợi phải không mấy chị? Thì Dạ, bây giờ tới cái em nhớ cái này, cái này nó đang out of order đó nha. Đang out of order đấy. dạ bây giờ mình phải order ngay từ bây giờ đó chị, để có hàng tới cuối tháng 7 nó có lại đó chị. Thì các chị thấy một cái mặt hàng mà nó bán chạy mà nó không có để bán thì các chị biết nó phải tốt như thế nào nó mới không có để bán. Bây giờ mình chạy tới máy nâng cơ nha các chị. Hồi nãy mình có nghe chị Lan nói là nhờ cái máy nâng cơ này mà bây giờ chị Lan chỉ có một cái càm nho nhỏ phải không chị? Đúng vậy. Và đồng thời cái mũi nó ngay cái mũi nó nhỏ, nó gọn lại, nó không có bự ra. Ngày xưa là mũi lân, bây giờ là mũi hết lân rồi. Có sự thật nói, với lại hơn nữa hả, là những cái chỗ này nè, là nếu là thấy nó sâu ra, ngày xưa chỗ này nó thấy nó tệ xuống không, cái chỗ này nè mình đang có cái thẹo nho nhỏ đó, bây giờ cũng bớt cái thẹo rồi, chỗ này nó hơi sâu, bây giờ nó cũng cạn nhiều rồi. Khi mà giống như thôi mình mà hỏi trâu lên một cái là con mày được một cái là chỗ này hả, là thôi nó sâu giống như đường mương vậy đó, nhưng mà giờ cũng đỡ nhiều rồi, nó càng ngày nó càng cạn nhiều, rất là nhiều. Dạ chị, nhưng mà bằng cách nào chị, khi em biết là chị đang sử dụng cái máy này rồi, nhưng mà bằng cách nào để mà chị có cái hiệu quả đó? Lan xài á, lúc mà Lan xài, lúc mà nói chung á, lúc đầu tiên về không có xài đâu nha, đúng là quý, đó là tôi là quỷ của trời cho đó, nên nó hả khi mà thấy em với ái hoa sao càng ngày càng trẻ ra, càng thăng cái mặt càng căng da, mà sao mình không căng da tức quá, làm 24/6, mới đầu tiên thì làm Lan làm 24/6, làm như là mình có người cũng cũng chỉ dẫn hướng dẫn á, nên khi mà mình kéo mình đẩy lên hướng này nè, mình đẩy lên và đồng thời chỗ này mình đẩy cho phẳng, mình điểm phẳng 1 2 3 đó, nghĩa là mình kéo thẳng lên bên đây, và đồng thời ở đây cũng vậy, ở đây cũng mình cũng đứng tới đây mình cũng điểm 1 2 3 mình đẩy lên. Nhưng mà cái lỗ mũi đó nha, lỗ mũi là Lan hay lấy đánh cái này nè,
đẩy lên đẩy xuống mấy lần qua đầu kéo qua bên này. Đó 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 là đang làm riết rồi sao tự nhiên cái thấy nó quất hơi quất quá, nhờ mấy chị ở trong group cũng mấy chị cũng rút cũng chỉ bẩn á, cho nên hãy Lan thấy nó quất cho nên từ đó Lan mới làm theo luôn. Bỏ không được nha, bỏ cái là đang nằm ngủ làm biến quá không muốn chỉ rửa mặt thôi, không muốn ủi, nhưng mà chị không lại chạy xuống ủi. Yeah, thank you chị Lan. Hồi nãy em cũng nghe nói chị Trà My xài cái này, cái dụng cụ mà cái máy nâng cơ này bao lâu vậy chị Trà My? Mình xài được mới có 4 tháng. Yeah. Nhưng mà nó rất là help luôn. Có lúc trước mình có cái vết nhăn ngay tay nè, ngay chỗ cái đuôi mắt nè, với lại ngay cái trán á. Với lại mình có mấy cái vết nám ngay đây, mà bây giờ chỉ có 4 tháng mà nó đã vết nám mình đã mờ đi. Còn cái vết chân chim của mình nó cũng mờ đi nhiều lên. Còn cái mặt của mình bây giờ nó căng mịn mà thấy trẻ hơn hồi 4 tháng trước. Hey, cảm ơn chị. Đâu, wow. Mới có 4 tháng thôi hả chị ha? Yeah, nhưng mà chị xài đều đặn hả chị? Một tuần mình xài 3 lần. Tuyệt vời. Yes, chị. À, em nghĩ như vậy nè. Cái thứ nhất á, là mình đã có tiền rồi, mình đã mua cái máy này rồi mà mình không sử dụng đều đặn thì thật là uổng luôn á. Tại vì cái đề tài của em có nói là ngày hôm nay đó, là mình có cái có phương pháp á, để mà chống già đó chị. Là bởi vì em nghĩ cái chuyện mà già là chuyện hiển nhiên rồi đó, nhưng mà mình làm thế nào mà để mình kéo dài được cái tuổi thanh xuân của mình á. À, chị Tina, em thấy chị đang miệt mài với cái máy của chị kìa. Hello, nói chung là cái máy này mình rất là enjoy. Tại vì trước đây khuôn mặt của Tina tròn lắm, với lại là mình làm cái công việc là cái shop hoa đó, nhiều khi á mình thức đêm á mình làm, cho nên nhiều khi trên khuôn mặt của mình nó có một vài nếp nám. Thì cái máy này á mình dùng sau một lần sử dụng thôi thì mình thấy nó rất là hiệu quả, nó tan liền. Cho nên nhìn thấy trời ơi hấp dẫn quá, thích quá. Cho nên cái này á là Tina dùng một tuần 3 lần, và sau một thời gian á thì các bạn biết không, coi như là mình thấy rõ nhất á là lúc mà mình renew lại cái driver license á thì mình thấy cái hình cũ á, cái mặt mình tròn, cái hình mới nó hai cái này nè các bạn nó ốm vô, vui quá trời luôn. Cảm ơn chị. Tại vì tuổi mình nó cũng ngoài 50 rồi, thành ra là mình phải cần nó lắm các bạn. Tại vì á không những nó làm cho mình khuôn mặt thon nè, rồi nó còn làm cho cái da của mình nó căng ra, nó không có bị chảy xệ nè các bạn, nó bóng nè, rồi á nó làm cho mình những cái vết nhăn nó có thể là mờ đi một lần sau khi sử dụng. Thì tất cả những cái mà cái công dụng đó là Tina rất thích, và mỗi tuần á là mình dùng 3 lần. Đặc biệt nha các bạn, cái máy này á nó làm cho mình á nhiều khi cái mắt của mình á nó bị bực quá các bạn, thì mình cũng có thể làm cho nó nâng lên, tức là cái mắt mình nó bị bực cái mí á, thì mỗi ngày mình làm tí xíu thì nó làm cho mình coi như cái mí mình nó, cái mắt mình nó không có bị bực nữa, mà chạy ngon cái bọng mắt nữa nè các bạn. Thank you chị, tại vì em thấy cái vấn đề mà bị bập á với lại cái nhăn đó chị, cái rất là bình thường luôn á. Cái đó là cái em rất là sợ, tại vì khi mà cái khuôn mặt của mình, mà khi mà cái tuổi của mình đã có tuổi rồi đó, thì cái rõ nhất là chị thấy là cái cặp mắt của mình ha chị ha. Nhưng mà em khi mà em sử dụng cái này thì em mới thấy là mình tương đối là nó giữ được cái nét căng ở đây. Chị thấy là nhiều người thí dụ ở cái tuổi hồi nãy như chị Thủy, chị có nói là trên 50 đó. Đúng à, rồi. Dạ, thì nếu mà nói bây giờ so với cái làn da thì mình cũng không đến nỗi tệ, là nó trẻ hả chị, nó mình thấy là nó không có bụng rồi, nó rồi. Nó không có bụp, cho nên mà rất là dễ sử dụng, như là mấy chị đã thấy rồi đó, mấy chị em ở đây chỉ có vừa nói chuyện vừa kéo lên thôi, mà nó có cái hiệu quả. Mà em thấy thí dụ nha, giống như chị em mình bây giờ quen săn sóc da mặt rồi, mà cái thời dịch này đó mà mình muốn đi làm mặt chắc cũng hơi khó à chị, cho nên đúng nhờ rồi. Cái máy này đúng cho rồi. Nên mấy chị em mình cứ mà ở nhà mà làm thôi hả chị Thủy.
Yeah. Thủy với ở lại nha. Dạ. Với lại trên cũng có cái nữa là cái máy này á mình sử dụng á, cái máy Lumix 3 có 2 phút nhưng mà cái này mình á mỗi lần mình đi 5 phút, hai lần chỉ có 10 phút thôi là mình đã có làn da đẹp rồi. Dạ, yeah, mình khỏi tốn tiền đi giải phẫu thẩm mỹ nữa. Mấy mấy u như mình là chắc phải đi căng da hết rồi nếu mình không sử dụng cái này. Cái này là không cần dao kéo mà. Dạ, yeah, khỏi cần dao kéo. Nhưng mà đặc biệt chút xíu sao tối nay tụi mình toàn là trên, không dám khai tuổi rồi chứ toàn là trên U50 không vậy? Dạ, yeah, yeah, đúng vậy. Cái này là mình hát tuổi nha. Dạ. Yeah. Hồi nãy chị Thủy là người là ở bên Montreal nè, chị Thủy làm về da hả chị Thủy ha? Chị Thủy làm về facial da. Thủy chăm sóc da cho mấy người cho nên nhiều khi người ta cũng đi ra ngoài thì người ta làm đó, ra ngoài spa đó ta làm. Thì mỗi lần mình đi vô đó là cũng mắc lắm chứ không có rẻ. Cũng khoảng trên 100 mỗi lần một lần làm á. Cũng săn cơ, nâng cơ giống vậy đó nhưng mà mình phải mua phọt khoe thì nó mới rẻ giống vậy. Chứ còn không thì cũng mắc hơn, cũng hơn, cũng nói tóm lại là cũng mắc lắm. Thì mình mua cái máy này mình làm chừng khoảng khoảng 3 lần, 4 lần là mình lấy vốn lại rồi. Nếu mình tự làm ở nhà đó. Yeah. Oh, em đồng ý với chị hồi nãy mình không có nói vấn đề đó, mình chỉ nói mình đi và mình chưa nói mình tốn đúng không? Thì em Minh cũng từng đi làm facial trước đây chị, mà như chị nói vậy đó, em chỉ cần có mấy lần thôi là em đã có nghĩa là em đã có được cái máy này mà làm suốt. Em sử dụng cái máy này phải là trên 5 năm. Em sử dụng máy này trên 5 năm rồi đó. Mà nó rất là nó bền mà nó như đó em vẫn đang xài tuyệt vời. Mà nếu mà nói như vậy thì là em đã tiết kiệm được rất rất là nhiều tiền trong thời gian hơn 5 năm qua luôn á, mà da mặt của em nó có hiệu quả đó. Mà mình đi ra ngoài thì cũng mất thời gian lắm, mỗi lần đi ra ngoài chắc cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ á, vừa đi vừa tới chỗ đó rồi chờ, ví dụ như mất 2 tiếng đồng hồ xong rồi còn tốn tiền nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Cho nên mình tự ở nhà chăm sóc thì nó rất là rẻ. Ngồi tại nhà mỗi lần mình muốn làm lúc nào là mình lấy ra mình làm thôi. Mà cứ liên tục săn chắc, còn ở bên kia thì cứ mỗi một tháng mình làm một lần thì lâu lâu làm mới đẹp. Còn nên mình làm đều đặn thì da mình nó săn chắc luôn. Cái này mà mình muốn tính là mình làm đều đặn so với lại đi ra ngoài làm đều đặn là một chào một giật đó nha. Cái này mà mình làm nhiều đặng mà không bị nhiêu tiền hết, mà còn cái kia mình làm nhiều đặng là chịu không nổi. Vừa tốn thời gian mà vừa mắc nữa. Tốn tiền nữa. Tốn thời gian mà tiền với nữa. Thời còn cái này á mình chỉ bỏ chút xíu công ra thôi. Bỏ chút xíu công ra thôi. Tốn tiền, tốn thời gian, tốn công đi nữa. Mà lúc này là đi ra ngoài lại không có an toàn nữa. Nhưng mà nếu mà có tiền thì ra ngoài người ta chăm sóc cho mình nằm đó, người ta chăm sóc cho nằm đó thư giãn. Nếu mà có tiền á. Cái này mình enjoy mà. Mình làm mình cũng enjoy. Mình làm mình nói chuyện đó. Không có liên thường được. Thí dụ như nếu mà giống như cái này là Lan làm 2, 4, 6 thì một tuần 3 lần. Ổng lẽ là 300. Một tuần 300. Một tháng nhiêu rồi mấy chị? Trời cho ơi. Nên chị đi tìm mấy người đại gia. Đại gia nuôi không nổi đâu. Đại gia nuôi không nổi đâu. Không mà thật sự ra cái này mình làm tại nhà nó rẻ thì nó rẻ, nó rẻ lắm lắm. Thì nếu mà mình thật sự tính nha, lợi rất là nhiều, lợi rất nhiều. Nói là một tháng thôi nhưng mà nó hơn đó, không phải mình đi làm không đâu. Rồi mình còn mua cái này mua cái kia. Rồi khi sổ mình đi đó hả, cái mình đi ngang shopping mình phải vô mình đĩa quần áo đúng không? Còn cái này hả là mình không có tốn cái gì hết. Mình chỉ tốn cái công mình làm thôi, là mình ở nhà làm xong rồi. Ở nhà không đi đâu hết, không cần đi ra đường. Nhưng mà tiện một cái nữa là mình thích làm. Hello chị Xuân. Hôm nay mới gặp chị. Cái này mình ở nhà mình muốn làm giờ nào cũng được, nó rất là tiện. Ví dụ sáng mình ở không thì mình làm, còn không thì tối, chiều gì cũng được. Bởi vì nó quá tiện nghi luôn. Vừa là
lợi cho cái vừa cho mình cái thời gian mà vừa tiền bạc cũng là lợi nữa. Mà thấy không, cái máy nhỏ nhỏ gì mà nó rất là hiệu quả. Nhỏ nhỏ mà cái vỏ đó chị. Nhỏ nhỏ mà cái vỏ đấy. Đó. Nói chung là mình phải chịu khó thôi. Mình muốn mình chăm sóc thì cái gì cũng có tới cái nước mình đạt được cái yêu cầu mình muốn. Chị tự giờ chị chưa mở mic. Chị nghe nghe các em nói cái này nó nhỏ mà nó có vỏ, chị ok chấp nhận liền. Vì sao? Vì nó có vỏ nó đánh được cái mặt mình tan tành hết, ngăn nheo đồ hết trơn, xấu xí rồi đi hết, còn cái đẹp lại luôn. Lâu quá không gặp chị. Ừ, chị bị bà chị bả bệnh rồi chị đi thích khe bả rồi về mệt quá. Không có làm gì riêng cho mình hết. Ê, bả bị cao máu đó. Nè chị nói nha, chị chia sẻ nha. Cái về tay đi thi á, mà cái R2 ba ngày đó ha. Bà chị bình thường bả uống biết bao lâu rồi, uống cũng 6 tháng rồi. Thấy cũng tốt, cũng gút không có sao, sáng 3 chiều 3. Mà đột nhiên cái là bả bị cao máu rồi. Bị stroke. Bà bị hello các chị ơi, sorry nha, dạ em đang có cái bị hơi bị cái mạng chút xíu nha, mấy chị, mình xong cái em xong cái máy này rồi nè, ok em xong cái này rồi, thành ra đó mình sau cái phần này mình sẽ rửa mặt. Rồi sau đó tới cái phần mình dưỡng da. À, các chị ha. Thành ra. Dạ. Ok. Thì sau cái phần này á. Thì hồi nãy tới giờ các chị đếm nè. Mình có bao lâu. Mình có khoảng chừng. Thật ra mình nói chuyện thôi. 2 phút đi cái máy Lumi Spa. 10 phút đi cái máy nâng cơ. Là 12 phút. 12 phút còn lại 3 phút. Mình cho đi rửa mặt thoải mái. Đúng không? Phần còn lại là các chị dưỡng da luôn. Có người thì đắp mặt nạ, có người thì dưỡng da. Thì hôm nay sau cái phần máy này đó, thì mình sẽ dưỡng da. Tối nay mình sẽ không đắp mặt nạ. Mình dành đắp mặt nạ cho ngày mai. Tại vì khi mà cái đắp mặt nạ mình thích rửa mặt thật sạch, đắp mặt nạ lên nằm, ngủ khoảng chừng 10-15 phút nhớ lấy ra. Rồi xong, la la la. Rồi ngày hôm sau mình rất 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 là đẹp. Cho nên là hôm nay cái chương trình của mình nó cũng sắp sửa hết. Đây là cái chương trình nó hơi dài đó, sợ các chị phải nghỉ ngơi đó. Thành ra mình có thể là say bye với tất cả mọi người. Thì nếu như các chị, các bạn mình đang theo dõi cái chương trình Facebook của chị Thina Minh Châu, chị Phấn Trương, chị Lan Fraser, chị Trà My Trần, chị Thanh Thủy Trần, chị Muối Trương, chị Linda, trong đây có chị Kim Xuân, có chị Đức, có Đức Long. Thì các chị nếu muốn sở hữu cho mình một cái máy, hoặc là cái máy nâng cơ, hoặc là máy rửa mặt, hay là các chị có cái nhu cầu về da mặt của mình, thì có thể là trực tiếp tham khảo các chị bạn của mình ở đây nè. Mình chắc chắn là các chị sẽ nhận ra bạn của mình ở đây, đúng không? Mình cứ trực tiếp đi, các chị sẽ hỗ trợ làm cách nào để mình có thể là săn sóc da ở nhà một cách rất là hữu hiệu và một cách rất là đơn giản như các chị, các em của mình ở đây đây. Thì một lần nữa mình cảm ơn tất cả các chị đã tham gia cái chương trình cùng nhau làm đẹp, cũng như là các chị, mọi người đang theo dõi cái chương trình Facebook của các chị của mình ở đây ha. Mình sẽ gặp nhau tuần sau cũng vào khoảng giờ này, khoảng 9 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Một lần nữa mình chào tất cả mọi người nha. Ok, bye bye cả nhà. Chị nào thích thì cứ inbox nha. Mọi người ngủ ngon nghe. Mấy chị em dễ thương cơ mà. Có duyên người nào thì biết người đó đi. Vô đây tầm vui lắm. Xong rồi xuống rồi còn mình chia sẻ ở bên trong nữa. Rất là chia sẻ, rất là thú vị. Ok, mời chị em vào nhé. Đây. Chị Trinh tắt chưa chị Trinh? Chưa, dạ chưa. Đợi mình chút nha các chị. Đợi mình chút nha. Chị tắt được.
mình chưa có, ok, đợi mình chút, mình em mà mình chưa có em.